Quý vị và các bạn thân mến, viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ là căn bệnh thường gặp, dễ lây lan và có thể lan rộng thành dịch, nhất là vào mùa mưa. Căn bệnh này cần phòng ngừa và điều trị như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình phổ biến kiến thức y tế qua sự tư vấn của bác sĩ Nguyễn Tiến Hảo, khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiến Hảo đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước khi vào phần trao đổi thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn video ngắn để hiểu về bệnh đau mắt đỏ. Kết mạc mắt của chúng ta bao gồm kết mạc nhãn cầu là lớp màng mỏng trong suốt ở bề mặt lòng trắng. Kết mạc mi là lớp niêm mạc lót bên trong mi trên và mi dưới. Khi các lớp niêm mạc bị viêm do các tác nhân trong và ngoài cơ thể gây ra thì được gọi là bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ. Biểu hiện rõ nhất khi màu mắt của bệnh nhân chuyển sang màu đỏ. Bệnh có thể gặp ở tất cả các đối tượng, trẻ em, người trưởng thành và người già. Đây cũng là bệnh dễ lây lan, xảy ra quanh năm nhưng có thể lan rộng ra thành dịch thời điểm từ đầu mùa hè đến cuối mùa thu. Bệnh đau mắt đỏ thường diễn tiến lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, có thể gây biến chứng, ảnh hưởng đến giác mạc, giảm thị lực. Vâng, quay trở lại cuộc trao đổi. Thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Hảo ạ, đâu là nguyên nhân khiến một người bị đau mắt đỏ ạ? Nguyên nhân bệnh viêm kết mạc thì có rất là nhiều nguyên nhân gây bệnh, nhưng phổ biến và hay gặp nhất là ba nguyên nhân chính là do virus, do vi khuẩn và do dị ứng. Nguyên nhân do virus là nguyên nhân phổ biến nhất. Khoảng 80% thì do adenovirus là loại hay gặp nhất trong các đợt viêm cấp và dễ lây lan thành dịch. Nguyên nhân do vi khuẩn thì có thể có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, do tụ cầu, do phế cầu và do lậu cầu. Bệnh thường diễn biến nặng nếu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân do dị ứng thì dị ứng với bụi, với hóa chất, lông súc vật, thuốc và rất nhiều tác nhân gây dị ứng khác. Bệnh đau mắt đỏ thì thường có biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ? Như triệu chứng ở tại mắt thì chúng ta sẽ có đỏ mắt này, ngứa mắt, sưng đau rát mắt, chảy nước mắt nhiều. Và khi mà bệnh nhân có triệu chứng giảm thị lực là báo hiệu giai đoạn nặng của bệnh. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh thì lại có những đặc điểm khác nhau. Ví dụ như là viêm kết mạc do virus thì tiết tố thường có đặc điểm là trong và dính. Trong viêm kết mạc do vi khuẩn thì rửa ghèn thường màu xanh dính vào buổi sáng sớm, gây cho bệnh nhân rất khó mở mắt. Ngoài ra thì có triệu chứng giả mạc, đặc biệt hay xuất hiện ở trẻ em, sẽ rất dễ gây chảy máu và gây tổn thương giác mạc. Khi bị đau mắt đỏ thì việc điều trị sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Đối với viêm kết mạc do virus thì bệnh hoàn toàn có thể tự khỏi trong vòng 2 tuần nếu không có xảy ra biến chứng. Chúng ta chủ yếu là điều trị nâng cao thể trạng và tăng cường điều trị triệu chứng tại chỗ bằng cách là chúng ta sẽ dùng rửa mắt bằng nước muối sinh lý 0,9% và ngoài ra thì có thể bổ sung nước mắt nhân tạo và thuốc kháng sinh phòng bội nhiễm. Việc điều trị viêm kết mạc do vi khuẩn thì tùy loại vi khuẩn chúng ta sẽ dùng đường kháng sinh toàn thân và tại chỗ theo đúng phác đồ. Còn việc điều trị viêm kết mạc do dị ứng thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng thêm thuốc kháng viêm, kháng dị ứng. Trong vòng một tuần sau khi hết bệnh, viêm kết mạc vẫn có khả năng lây cho người khác. Vì vậy, cần phải giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt như rửa tay thật kỹ, tuyệt đối không dụi mắt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian bị viêm kết mạc, nên để cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn tốt. Tránh thức khuya, cần ngủ đủ giấc, tránh các nơi có khói bụi, gió. Tránh day, dụi mắt để tránh các biến chứng nguy hiểm cho mắt. Tránh bơi, tránh để nước bẩn, hóa chất vào mắt khi đang bị bệnh. Nếu cơ địa bệnh nhân có dị ứng với loại thức ăn gì, kể cả dị ứng nhẹ, thì cũng không nên ăn nhóm thực phẩm đó trong khi bị viêm kết mạc. Vị cay của thực phẩm dễ bị chảy nước mắt, gây khó chịu đối với người bệnh viêm kết mạc. Vì vậy, nên kiêng các gia vị như ớt, tiêu. Vâng, vậy bác sĩ có thể cho lời khuyên để có thể phòng tránh bệnh đau mắt đỏ ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách là sử dụng khăn và vật dụng cá nhân riêng ở tại nhà và cơ quan. Thứ hai là đeo khẩu trang, chúng ta không nên có thói quen là dụi tay lên mắt, mũi, miệng. Thứ ba nữa là khi mà tiếp xúc rửa tay và
sát khuẩn tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc với người bệnh đang bị đau mắt đỏ, đặc biệt là tại cơ quan, trường học, bệnh viện. Vệ sinh bề mặt, tay nắm cửa, những vật dụng ở nơi công cộng, trường học, bệnh viện. Vâng, xin cảm ơn những thông tin rất bổ ích của bác sĩ Nguyễn Tiến Hảo trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Những lưu ý về phòng tránh bệnh viêm kết mạc. Để phòng tránh bệnh viêm kết mạc, mọi người cần lưu ý sử dụng vật dụng cá nhân riêng trong nhà hoặc nơi học tập và nơi làm việc, không dụi mắt, che miệng mũi khi hắt hơi, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hàng ngày hoặc là sau khi tiếp xúc với người bệnh. Cẩn trọng khi sử dụng kính áp tròng. Cần được khám và tư vấn bác sĩ khi có các triệu chứng khó chịu ở mắt, mang kính bảo vệ mắt khi đi ra ngoài hoặc làm việc trong môi trường độc hại có nhiều khói bụi, hóa chất, tăng cường bổ sung vitamin A, C, E thông qua các thực phẩm ăn uống. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh đau mắt đỏ thường diễn tiến lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, có thể gây biến chứng, ảnh hưởng đến giác mạc, giảm thị lực. Những biến chứng này có thể xảy ra khi thời gian bệnh kéo dài hoặc không điều trị đúng cách. Vì vậy, người bệnh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt ngay khi phát hiện bất thường như mắt đỏ, đau nhức, cộm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình này lần sau.